dẫn dắt người ta đi nghe Phật pháp quý vị. Có những người có khi gần hết cuộc đời người ta cứ nương vào người thân và nương vào tiền bạc vật chất và danh. Đến khi sự cố gì đến với họ thì tự nhiên bản thân họ không có điểm nào vốn biếu được hết. Mà họ không ngờ rằng là Phật pháp là điểm đặc biệt để giúp cho họ được lợi ích lớn. Nên chúng ta đem Phật pháp giới thiệu cho họ. Khi mình nói không được, dẫn họ đi đến đây nghe pháp, để họ có một phương pháp tu, họ có một phương pháp nương tựa. Có một phương pháp tu, có phương pháp nương tựa rồi thì lúc đó họ sẽ giải tỏa được những cái khổ đau trong cuộc đời họ. Nhớ kỹ. Nên có rất nhiều người chúng ta cứ nghĩ rằng là cuộc đời mình, cái chết chưa đến với mình đâu, cái bệnh chưa đến với mình đâu. Tại sao trong nhà Phật người ta, những người tu tâm giải thoát người ta đi ngược lại vấn đề? Ví dụ như có nhiều ngôi chùa mà giảng pháp không có đề cập chữ chết đó quý vị. Cái chữ chết giống như là cái điều xui xẻo gì, điều không may. Nên ta không có đề cập mấy cái chữ đó được. Nhưng mà từ xưa tới giờ có ai mà không chết? Rồi có ai mà không bệnh? Đúng không? Bệnh và chết là cái tự nhiên thôi. Quy luật tự nhiên từ xưa tới nay, vạn vật trong cuộc đời này đều là sinh diệt. Không có cái nào sinh ra mà tồn tại mãi chứ, mà không diệt ấy. Quý vị coi, tất cả vạn vật trong cuộc đời này đều có sinh diệt hết. Và từ xưa tới nay không có ai mà sống mãi với cuộc đời. Nếu người đó mà sống hoài mà không chết vậy thì cái người này họ không phải là con người nữa. Ta cho họ là một loài vật sinh tồn gì mà lạ kỳ. Nên con người đã có sinh thì tức khắc có tử, 100%. Có sinh thì có tử, chắc chắn là như vậy. Nên chùa mình cứ thường nói cái chữ chết suốt, đi ngược lại vấn đề. Nhiều nơi quý vị đi đến nghe giảng pháp không có nghe chữ chết đâu, vì họ có biết chết đi về đâu đâu mà họ nói chết. Chứ nói những cái điều mà cho người ta nghe nó bùi tai, khỏe lỗ tai, nhẹ nhẹ một chút. Nhưng mà khi sự cố đến quý vị thì lãnh đủ. Sự cố đến lại lãnh đủ 100% luôn. Tại vì mỗi ngày người ta đưa cho mình cái việc như là giống như là yên tâm đi, rồi gặp Phật pháp làm thiện vậy là được rồi đó. Phước vị lớn lắm. Cái công đức quý vị mà khỏi cần phải lo. Toàn là đưa lên những cái điều mà quý vị đã làm được điều đó là yên tâm khỏi cần phải lo. Với cái công đức của cô, công đức của chú thì yên tâm, Phật rước là chắc chắn. Có chuyện này đâu quý vị. Nên dù quý vị có cúng dường như tu Bồ Đề thờ của Đức Phật đi chăng nữa, thì khi ông nương vào thần thông của Ngài Xá Lợi Phất thì giỏi lắm, ông nhìn được ở trên chờ có cái hoàng cung của cái ông. Vậy thôi, sanh cõi chờ. Mà ai mà cúng dường mà được như tu Bồ Đề dữ gì. Nên ông cúng dường mà
quá dữ dằn. Nên từ nơi đó mà quý vị nhớ, cái người tu hành niệm Phật á, chúng ta cầu giải thoát là phải nhớ rằng cái pháp môn tịnh độ này niệm Phật Phật rước. Còn cái công hạnh quý vị là chỉ diễn cái duyên của quý vị là người ở trong cái cuộc đời này thì tu hành thôi. Chúng sanh người ta nhìn thấy như vậy, ta nói ô người tu này tốt, được. Chứ cái chuyện không phải là vị mà tu bao nhiêu cái phước báo gì đó Phật rước quý vị đâu. Thấy không? Nhưng mà Phật rước là ngay cái chỗ bổ nguyện niệm Phật là người này niệm Phật, Phật rước. Người này niệm Phật là Phật rước 100%. Nhớ kỹ. Nên chùa mình á, mấy chú chỉnh âm thanh với bên mạng trực tiếp á, mai mốt người ta lấy cái buổi của ông Nhuận Ngôn mà ổng Nhuận Ngôn mà ổng đứng ông niệm Phật rồi đó, ông nói chuyện rồi đó, mình lấy mình chỉnh âm thanh chuẩn luôn đi, rồi trực tiếp coi âm thanh nghe được chưa, rồi xong để luôn. Khi nhà Đức lên giảng rồi đừng động đậy gì nữa chân á. Nó là xong rồi, người ta nghe ông Nhuận Ngôn một chút rồi tới giờ nhà Đức vô thì Iran luôn, đúng không? Kêu Nhuận Ngôn niệm Phật, kêu Nhuận Ngôn nói chuyện rồi đó, rồi xong rồi mình đi vòng vòng mình coi coi lo nghe được chưa thì tiếc Nhuận Đức không lẽ thua ông Nhuận Ngôn. Tiếc Nhuận Đức còn mạnh hơn Nhuận Ngôn nữa mà, tiếc Nhuận Đức nó còn khỏe hơn Nhuận Ngôn, càng nói càng khỏe, đúng không? Càng lấy âm điệu của một người nào đó rồi chỉnh hết đi, rồi lấy cái trực tiếp họ nghe âm thanh rõ luôn đi, lúc đó chỉnh sửa gì cũng là cái người đó chưa vô cuộc. Còn khi người ta vô cuộc là cứ như vậy để y nguyên. Xong chuyện rồi. Thôi sức đâu lắc ta lắc lui hoài cho nó mệt đi. Ót ép. Đúng không? Nhiều đó là xong rồi. Đó, nên làm mà biết tính thì khỏe re. Cứ lấy cái người nào mà người ta sắp chúng á, bắt họ nói thí đại vài câu gì đó, rồi mình đi nghe âm thanh, rồi mình đi nghe hết trơn đi, rồi là xong tới những đức vô là cứ vậy mà làm, chỉnh tới chỉnh lui làm gì, phải không? Cái khi người ta giảng gì mình động tới động lui, chúng người ta cũng động, không? Để y nguyên cho người ta nghe pháp nó, rồi lấy âm điệu đó thì mình nghe coi cái trực tiếp nó nghe được không, người ta cầm thêm chiếc điện thoại, người ta để cho ổng nói, người ta qua bên kia người ta nghe cái chiếc điện thoại thử coi cái âm thanh nghe nó làm sao, thì cái người mà trực tiếp sẽ biết được âm thanh mình trực tiếp nghe làm sao là vừa duy trì cái mức vậy. Trời ơi mấy ông này, người ta giảng pháp ngày 4 thờ đây mà người ta còn duy trì được, người ta nói mà người ta nói thao thao bất tuyệt, người ta nói hoài được mà không chi mà chỉ mỗi ngày, ngày nào cũng có mấy cái nút đó, mấy cái nút mà bấm còn không được nữa, đừng nói chi mà. Nút là nút quen, nút là cố định, cái nút chỗ nào là ta biết liền à. Hiểu không? Chỗ nào là nút dặn, chỗ nào là điểm nhắn, ta biết hết chưa? Hiểu không? Đó, nên nhiều đó thôi, chỉ cần quan sát. Còn muốn giỏi nữa thì lúc bình thường, lúc bình thường nó lôi cái trực tiếp này ra, bữa nào cũng đặt cái máy quay phim quay trực tiếp cho công chúng tu này nè, mình thí nghiệm hoài vậy đó, giết mình trở thành người trực tiếp chuyên nghiệp, đúng không? Trực tiếp cho người ta tu, ai vô tu kệ người ta, ai mà chờ tới cái ngày mà lễ lọc rồi mình mới làm, lễ lọc mình làm là vô cuộc, rồi vô cuộc thì chỉ có đánh chặn, chứ không có nói là mình chỉnh sửa hoặc là mình học nghề trong lúc đó. Học nghề là lúc bình thường, còn vô chặn là đánh chặn chứ không có nói vòng vo nữa, hiểu không? Đó, người mà tính trước cái chuyện gì thì bị giỏi lắm, làm gì cũng giỏi chứ nghe, hiểu không? Việc gì nó cũng giỏi, đó là biết tính ấy. Chứ không ai mà chờ những đức qua đâu. Trời ơi, trong chùa này không có tiếng ai mà khỏe bằng tiếng tôi, chắc chắn vậy luôn. Âm điệu cái tiếng của những đức nó khỏe lắm mấy vị. Chỉ cần chỉnh âm thanh mà biết được cái lối giảng của người ta và cái tông người ta làm sao là chỉnh hay. Giống như bao nhiêu con người tôi còn hiểu quý vị muốn nghe cái gì mà 100% luôn á.
Tôi hiểu quý vị đang cần cái gì, đang biết cái gì và quý vị muốn nghe làm sao. Nên tuần nào cũng lên giảng mà người ta ngồi người ta nghe là do biết người ta đã cần nghe cái gì, nên ta mới nghe đó quý vị, hiểu không? Nên cái người mình tu hành đòi hỏi cái giác quan của bạn, bạn có nhạy bén hay không? Tông của một người mà bạn còn không hiểu, làm sao bạn hiểu được tông bao nhiêu con người này, đúng không? Cái tông giảng của Như Đức là cái tông bốc quý vị. Con người Như Đức là giảng bốc lên không à. Giảng là phải hừng hực lên chứ không chịu trì xuống. Nghĩa là cái lối sống Như Đức là cái lối sống gọi là thời đại. Con người sống lúc nào cũng hướng lên, bốc lên không à. Chứ Như Đức không có chịu mà sống trì. Điệu giảng Như Đức cũng vậy nữa. Khi vô âm thanh mà giảng mà kiểu mà âm thanh mà bốc lên hừng hực lên là giảng dữ lắm. Mà Như Đức la lên mà nó đè Như Đức lại là Như Đức không thích giảng. Cái âm thanh mà chỉnh Như Đức là hiểu vậy đó. Còn những phát thì tính ông lại khác với Như Đức. Tính của những phát thì tính ông lại chậm. Ông đi nên ông giảng mà ông nghe in là ông nói vang. Còn mình là phải vang. Mình thì thích vang lên vậy đó. Giảng âm lên vậy thì phải. Còn ổng thì em kêu phải đi lại chậm dễ nghe. Ông thì người ta dễ nghe, còn tôi giảng ông nổi thì sao nghe, đúng không? Đó. Bây giờ Như Đức hỏi quý vị, một cái đầu kéo nó quan trọng hơn là cái mình chứ. Nó kéo không nổi thì cái mình chịu chết, đúng không? Nên cái người giảng pháp là cái đầu kéo. Đòi hỏi là người này có hứng thú hay không. Chứ họ mà không hứng thú, quý vị ở dưới cũng chịu chết, đúng không? Ngồi ngơ ngác thôi chứ làm được gì. Quan trọng là tôi nè, đúng không? Nó chứ thì sao? Quan trọng là cái đầu não áp phê hay không thôi. Chứ ngoài ra mà giảng pháp cũng áp phê chứ quý vị. Trời ơi, chứ giảng pháp mà không hứng thú sao giảng? Chứ lên mà quý vị à, chúng ta cố gắng tu hành nha quý vị. Cố gắng thầy. Cố gắng. Ngủ hết trơn rồi còn gì nghe nữa mà tu. Cái quan trọng là nó làm cho người ta cảm thấy ấp phê khi nghe pháp chứ sao? Dùng cái câu thời đại một chút. Chứ câu trong cái cuộc sống này mà quý vị sống mà nói mà gọi là nó không mà hừng hực cái tâm mình, con người mình thì sống nó giống như sống đì vậy. Biết sống đì không? Sống mà mỗi ngày giống như cái chầm đì, ai chịu nổi quý vị? Quý vị thấy không? Người ta buôn bán cũng vậy nữa, cũng phải bốc lên. Gặp khách hàng đâu. Chào chị, vô mua đồ ăn em đi chị ơi, vui vẻ ha. Chúc chị ăn ngon miệng nghe. Mình vô mình ăn lần, mai mốt mình vô nữa. Bà chủ quán này công nhận vui vẻ. Phải không? Phải không quý vị? Nó cảm thấy quý vị ăn không ngon mà thấy áp vê vậy đó. Áp vê là ngay cái bà bán quán này bà vui vẻ nè, đúng không? Còn bây giờ mới bị bước vô cái quán, cái bà chủ quán nói chào chị, ăn gì lựa đi, bưng cái dĩa cơm lại nè ăn đi. Vì ăn nó sao lợi cái quán này, sao thấy cái tình hình cái từ trường sao nặng nề, đúng không? Cái từ trường nặng nề quá, nghĩ lỡ không? Mình buôn bán mà, buôn bán cái gì cũng vậy chứ. Khách hàng ta đến, chào anh, chào chị, hô, bữa nay gặp nha, mấy nay đâu không gặp, mấy nay đâu, trời ơi, không ủng hộ nha, lúc này thấy hình như ăn đi ăn ở đâu rồi đó nha, phải thương đến ủng hộ em, nè, là ở đây ủng hộ nghe, đây, mãi vô, bữa nay món mới nè, món mới này nghe. Trời ơi. Rồi mình thấy cái người khách hàng người ta lợn đang uống, mình biết cái người này sẽ có nhiều bạn dẫn đến nhiều người ăn uống nè. Thì cái người này lợn ăn thì mình phải đem chính bản thân mình là chủ bưng dĩa đồ ăn đến. Rồi xong, đây phiên mãi tìm chén canh nghe. Đúng không? Thì lấy một người này để cho họ dẫn nhiều người đến để mình buôn bán thì mới thịnh, đúng không? Đó.
nên mình biết được là tầng cấp nào mình nên phát ra tay để nó phù hợp, để nó thành đạt, thành công. Nó cái người nó phải nhìn ra vậy đó quý vị. Hay lắm. Quý vị coi những đứa ở trong chùa không à, mà sao chùa mình đông dữ vậy? Thấy những đứa có đi đâu không? Không đi đâu hết trơn. Nói bà nói em phê. Thấy chưa? Là vì sao? Là vì ngay cái chỗ nhận Đức biết cái người này là duyên này nè, người này duyên này, duyên này nè. Đức nhìn mặt nhận Đức biết cái duyên người này là vậy đó. Nhìn xuống biết cái duyên người đó duyên vậy thì Đức kêu gặp cái lợi chùa tu kia. Kêu lại cô có duyên đó đó. Cố gắng cô dẫn ta đi tu nghe không? Cái công đức đi tu, dẫn người ta đi tu lớn như lắm, không đơn giản đâu. Đó. Họ ra tay, họ dẫn người đi tu. Nên mình ở nơi mà mình phải nhờ những cánh tay để mà kết hợp với mình để thành công cái việc độ sanh với quý vị. Đúng không? Này quan trọng. Rất là quan trọng luôn. Đó nên trong cái cuộc đời này mình học Phật Pháp. Phật Pháp đâu phải là cái chuyện mà chúng ta học Phật là chỉ biết cái chuyện mà về thế giới của Phật rồi, chỉ giải thoát thôi, còn cái cõi đời chúng ta không giải quyết được. Vì thì Phật Pháp nó đâu có lợi ích gì cho nhân sinh. Phật Pháp là nó lợi ích cho nhân sinh là ngay chỗ nào? Là do ngay chúng ta vừa có tâm giải thoát mà chúng ta lại giải quyết được những cái vấn đề trong cái cuộc đời thì mới học Phật chứ. Đúng không? Vì mình chưa có gì cực lạc liền mà mình còn ở cõi đời phải lo cái chuyện cơm áo gạo tiền. Nên Phật Pháp cũng dạy mình có được cơm áo gạo tiền, rồi có cái khả năng tu hành, rồi để khi cuối cuộc đời mình có phương hướng giải thoát. Đúng không? Pháp môn tịnh độ này hiện đời tu hiện đời vui, hiện đời tu hiện đời giải thoát. Hiện đời tu thì sống cũng tốt đẹp, không khổ đau. Hay chưa? Chưa về cực lạc mà mình đã cảm giác của cực lạc rồi. Nó vậy nên bởi vì người ta từng nào người ta cũng về đây người ta ngồi chứ đau chân chứ bộ. Tiếng mấy hai tiếng đau chân chứ bộ sao mà từng nào người ta cũng ngồi. Người ta phải cảm giác một cái nguồn năng lượng gì đó. Đúng không? Nó phải cảm giác một cái nguồn năng lượng gì đó. Vì nhớ nghe, những gì những Đức chia sẻ đó mà quý vị mà về quý vị mà hành trì thì cái những Đức chia sẻ cùng với quý vị nó đặc sắc lắm. Cái điều những Đức chia sẻ là nó hành trì. Như hồi sáng những Đức gặp một cái chú này, ông đến gặp những Đức nói một câu gì nè: thầy ơi, cấp trước con đem những bài chia sẻ Phật Pháp của thầy á thầy, con chia sẻ cho người ta chửi thầy quá trời luôn. Con thấy gì con kiên nhẫn, con nghe thầy nói kiên nhẫn đi, con cứ chia sẻ hoài. Tại vì nó nghe có mấy câu đầu của thầy, nó thấy thầy nói chuyện cái mặt thấy ghét, nó chửi thầy sụp. Cuối cùng con cứ lấy con chia sẻ hoài, con chia sẻ viết, nó tức, nó coi hết bài. Cuối cùng nó ghiền luôn rồi thầy. Thấy chưa? Đó tao mình nói không hay mình nhờ mình nói dai. Dai viết chịu không nổi vậy. Viết đầu hàng đầu hàng. Nói dai quá, nói dữ quá. Nó giống như những Đức nói mấy công đoạn mà ngắn mà chừng 7 phút 10 phút về tuổi trẻ thủ dâm quý vị. Nó nhiều đứa nó coi vô sám hối mà nhiều đứa nó cũng chửi như Đức sùm luôn. Nó thủ dâm có gì đâu mà có tội. Nghe không? Tiếp tục bữa sau thì Đức nói nữa. Mà mỗi lần mà nói vậy một ngày mấy trăm ngàn người coi. Thì vì biết như Đức nói kệ mày, mày chửi kệ mày, sau này mày có cơ hội, mày có tương lai à con. Mày cứ chửi đi. Tức cái vô chửi hoài. Thế vị coi. Một thằng chửi còn một thằng gì nó, thằng chửi chết mồ luôn á. Chứ đừng nói chuyện dẫn chơi. Một thằng gì nó, còn một thằng thì nó chửi ngược lại mình thì nó tiêu chứ sao. Thì bản thân mình cứ nói hoài. Một ngày nào mà nó kiệt quệ, nó nói công nhận thầy nói đúng thiệt. Đúng không quý vị? Cho nó cơ hội nó đi. Chứ không lẽ bây giờ nó kích thích mình cái mình bỏ cuộc sao? Không có cửa đó đâu em. Có cửa đó đâu. Có gì đâu. Nhân Đức chỉ cần bạn bộ đồ vô, Nhân Đức ngồi cái ghế là Nhân Đức là nói chuyện được rồi.
Nên những đứa nói chuyện khỏe ra, muốn nói là tự nhiên mà bận bộ đồ vô à, này điện thoại quay trực tiếp nói chuyện liền, ngồi góc nào cũng nói được hết trơn. Gốc cây, gốc cột, đi vòng vòng bông giấy, ngồi ngay phần mộ, chỗ nào cũng nói được hết trơn. Thì coi, nó chịu đâu có nổi. Xong nó nghe nó tức, quý vị chịu không nổi, mà nó vô nó nghe. Nó tức mà nó phải vô nó nghe, quý vị ơi. Nó ngộ vậy đó. Để chích ngay mấy ảnh mà. Nó cứ là đưa cái buổi nào mà nói cái chuyện mà có thủ dâm vô là trời ơi mấy trăm ngàn người đó quý vị. À, một ngày á, để biết tuổi trẻ bây giờ nó hư cỡ nào chưa. Nên bữa nào những đứa cũng sen vô chứ. Như bữa nay vừa nghe cái nguồn tin, bởi vì cái việc mà nói mà cái nơi mà giống như thờ cúng đâu quý vị, cái nơi mà đền thờ đừng có đụng làm bậy làm bạ quý vị, các nhà gần nơi đó đừng có phá bậy bạ đâu, hoặc là nơi mà gần miếu thờ mà cây to đừng có chặt bậy bạ nghe quý vị, không có gì đơn giản đâu nghe, phước mà mỏng là có chuyện đó. Có ông thầy, ông kể như Đức nghe, ông thầy này ông xây chùa, mà chùa gần cái miếu, mà cái miếu thờ ngày xưa ấy vị, thờ các vị vua chúa ngày xưa, tự nhiên ủi cái nền đó quý vị. Cuối cùng ông nổi cái mục ngay chăng cái đít. Nói bằng từ Việt Nam cho nó nghe cho nó vui vui ấp phê chút phải không? Tại vì biết rằng nó nổi cái mục xong nó làm độc. Một cái mục nhỏ thôi mà làm độc. Mổ nguyên. Mổ nguyên cái đó luôn. Thì ghê không? Kinh cho quý vị. Bởi vì cái chuyện á nghe, mà đền thờ đồ này kia phải là thờ cúng người ta làm sao, rồi cái nơi đó quá cần xây dựng, thì mình phải hứa với người ta là mình phải cắt lại cái miếu cái chỗ đó khác cho người ta, rồi mình phải làm mấy cái tượng thờ người ta lại đàng hoàng, phải giao kèo với người ta nghe chưa, phải làm đẹp hơn cái chỗ đó nữa, chuyển người ta đi. Vậy thì được đó quý vị, thấy không? Chứ làm sao? Nó nên từ nơi đó chứ không phải là mình nói mình lại mình ủi đâu nghe. Còn nhà mình mà muốn cắt nhà mà gặp cây to đồ cây nhiều năm đó, cẩn thận. Có những người người ta chặt cái cây đó xong người ta chết á. Chứ không giỡn đâu quý vị à. Tại vì trong cái cây đó quá nhiều chúng sinh ở đó. Mà những loài chúng sinh mà cả ngàn năm ở đó, đụng tới đi à, đụng tới đi là có chuyện đó. Phước bị kém hơn ta, xử bị luôn, hoặc bị lên bờ xuống ruộng sống nổi. Giống như câu chuyện như Đức từng kể không, cái ông này định làm cái phần mộ mà đào ngay cái hang rắn 900 mấy chục con rắn. Tối đêm đó rắn chúa về báo mộng, mặt người thân rắn đến nói rằng ông để cho dòng họ tôi 3 ngày sau sẽ về nhà. Ông này làm quan đâu tin đâu. Ông kêu đào đi, lấy lửa đốt. Đốt một phát chết hết trơn 900 mấy chục con rắn. Riêng con rắn chúa nó tu thành người rồi. Thì vị biết rằng bữa sau lợn nó báo mộng nói, tôi đã nói với ông rồi, để cho 3 ngày sau, để cho dòng họ tôi dọn nhà. Vậy mà ông vẫn cố tình giết, rồi ông sẽ thấy tôi báo thù. Quý vị biết rằng gia đình của ông sanh ra một đứa con trai tái sinh lại. Thằng con trai này miệng mồm nó dữ dằn, nó đụng tới nhà vua. Cuối cùng nhà vua ban xuống một cái lệnh truyền là chu di hết, giết dòng tộc luôn, giết luôn đệ tử luôn. Có nghĩa là giết hết, gọi là mấy đời vậy đó, mà thêm một đời nữa là đệ tử, giết luôn, giết sạch. Tổng cộng hơn 900 người. Sự báo thù ghê chưa? Nó chuyện đơn giản hả quý vị? Nó
Nên mình mà đào đất đồ này kia, ủi đất đồ đó, cái người làm nghề ủi đất nguy hiểm lắm. Họ đâu biết đạo, họ ủi thí họ đại quý vị. Nhất là ủi mộ phần đồ nghe, không có giỡn đâu. Gặp mà mấy cái mộ mà nhiều năm á, có khi mà đó là quỷ á, ở nơi đó đó, giữ xác, đụng vô thử coi rồi biết. Nó hoặc là mình ủi ngay hang ổ hồ ly tinh, tu nhiều năm, đụng nó đi rồi biết. Và tôi tin không, ngày giảng ngày nói, tiểu tiện mà còn không dám tiểu tiện tầm bậy. Mình vô đất quan rừng núi, khi quá mắc tiểu rồi, mình chắp tay mình xin, tôi đi đến đây quá mắc tiểu rồi, mắc đi cầu, tôi xin ở nơi này cho tôi được tiểu tiện ở đây, đi cầu đây một cái, vì tôi đi lỡ đường. Hãy xin người ta, đó là cái lễ. Đặt cái mông đi, đại đi càng, tiểu ngay cái hang hồ ly hay gì một cái là nó tìm theo mình luôn, nó xử lý mình đó. Tại vì chúng sanh trong lục đạo họ còn sân hận mà, tiểu lên đầu lên cổ người ta, ta tức, nghe chưa? Nó giống như bây giờ tuổi trẻ nó ưa đi cắm trại đi chơi. Có một cặp nó đi cắm trại trên núi quý vị, ăn nằm sao trên núi. Cuối cùng hương linh về nhập vô quyết định là giết con nhỏ này. Rồi con nhỏ đó bệnh đau chết luôn. Ghê chưa? Chuyện đơn giản đó quý vị. Nên mỗi một con người mình nghe Phật pháp quý vị nhớ nghe. Cái cõi này là phàm thánh đồng cư độ. Nên mỗi một cái chỗ nó ưa có những cái cảnh giới mà mình không có biết đâu. Nên bản thân chúng ta phải cẩn thận. Rồi mình đi chùa mình nghe gì nhớ nè. Dạy con cháu mình đi vô trong chùa, nhất là cái nơi thờ linh, đừng có đi ngang gặp em bé gì nó tò, công nhận em bé đẹp ghê mà chết sớm uổng. Hoặc là em gái tò mới 16, 17 tuổi mà chết uổng với em. Hoặc là anh còn trẻ mà đẹp trai quá mà sao chết uổng với anh. Đừng có nói mấy câu đó. Nói mấy cái câu đó người ta đi theo mình luôn á. Mình yếu yếu là mình phiền phức luôn quý vị à. Hiểu không? Nên á, mình nghe như vậy rồi để mình biết. Hoặc là mình đi vô trong núi rừng rồi mình đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Mình nói rắn đít xuất hiện. Mình nói tầm bậy tầm bạ là xuất hiện liền. Giống như trong núi cấm trong á. Ngày đi ngang một cái hang gì đó. Mà vô đó có nhiều người nói tầm bậy thì cái hang nó khép lại vậy nè. À, nó khép lại, tự nhiên cái người này đi ngang mà không lọt. Phải nhờ người ta lợi, người ta gian giái này kia rồi tự nhiên cái đi ra được. Nó nhiều người mà người ta biết mà sao không biết. Nên cái việc á, mình á, trong cái lục đạo luân hồi này, tốt nhất là mình niệm Phật. Mình không biết cái nghiệp duyên chừng nào đến với mình đâu. Nói tầm bậy tầm bạ, đụng với những cảnh giới này kia. Nội mà con người chúng ta còn sống, lỡ chúng ta nói gì đụng tới con người nó đã phiền phức. Không chỉ đụng với cảnh giới quỷ thần, hiểu không? Đó. Hiểu được những nguyên lý này rồi, quý vị nhớ. Chúng ta tu tập dùng cái miệng niệm Phật là hay nhất. Nên người mà đi nhiều, đi chỗ này đi chỗ kia đi chỗ nọ nhiều, mình cũng hiểu biết được một chút những số một số việc. Nhưng mà đặc biệt nhất ở nhà niệm Phật là hay nhất quý vị. Nên quý vị gặp những người ta bệnh đau như mình ngồi trong đây nè, cũng có những người bệnh đau. Bây giờ ung thư là tràn lan. Ung thư là nhiều. Nhiều loại bệnh lắm quý vị ơi. Bây giờ bệnh đau nhiều lắm. Nghe cái đề này là nó bấm vô coi có cách nào giúp những người bệnh đau bế tắc hay không. Nghe cái để bấm vô coi thử cái gì. Nghe không? Cái đề học nhân sinh. Mà chúng ta ngồi ở đây rồi quý vị coi, sớm muộn gì chúng ta cũng bệnh. Quý vị chờ xem, sớm muộn gì cũng bệnh. Đó. Nên mình nghe những cái điều này để mình chuẩn bị trước đi. Đi về chùa ít bao giờ, nhiều chùa người ta không nói chết đâu quý vị ơi. Cái chữ chết người ta không có nói. Mà họ sợ chết ghê lắm. Trời ơi, thật sự mà nói chết ai mà không sợ, nhưng mà giết rồi cũng hết sợ luôn. Tại vì sao? Vì đến lúc chết thì nó chết sợ gì vậy? Đúng không? Đến lúc chết thì nó chết, tôi sợ gì giờ? Đó.
Những đức nói thiệt chứ. Riêng bản thân những đức là thật sự là không sợ chết rồi đó. Hiểu rồi. Thật sự quý vị hiểu, quý vị sẽ không sợ chết. Quý vị sẽ sống một ngày nay nè, vì sống có ý nghĩa nè. Thấy không? Mà thường nhắc cái chết, bản thân mình hiền. Hiền chứ làm sao? Bây giờ quý vị nghĩ đi, bây giờ mình chết mình không giữ được với ai. Lúc bình thường thì ai nói tới mình cái miệng lia lịa chứ lách chết lách chết lách chết. Ai càng động đậy cũng tách 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 tách. Chồng mà nói la gì cái tách 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 tách. Đúng không? Đó. Chỉnh hai cái lo hai bên cho lớn lên chút thôi ta. Nặng quá. Nên từ nơi đó mà mỗi người mình nó lúc á bình thường gì nói tới cái là dữ dằn lắm. Nên trong chùa mình những đức ưa bố trí cho người đi tắm người chết. Đi tu tu chứ nhiều bà cũng dữ lắm. Cho tắm người chết giết hiền luôn. Thấy người ta chết quý vị. Có nhiều người mà bụng bự thiệt là to. Thì hộ niệm hai mươi mấy tiếng quý vị nghĩ thì sao? Cảm giác đi. Có niệm Phật nó đỡ một chút. Nếu không nó xì đầu này, nó xì đầu nọ. À, trong đó không biết cái gì, trong đó nó xì ra cho mà thấy. Hiểu được những nguyên lý này rồi, thì quý vị sẽ thấy rằng là cái chết đến với mình nó bất tử lắm. Bản thân chúng ta nó hiền bớt lại. Hiền lại. Mình cũng không muốn dùng cái miệng này để mà mình nói cái này người kia chi cho nó mệt. Hiểu không? Đó. Nên hiểu rồi thì tự nhiên chắc chắn quý vị sẽ hiền mà dùng cái miệng niệm Phật. Hôm qua Nhân Đức vừa gặp cái bà kia kìa. Cái miệng méo sợm. Bà lỡ mới gặp Nhân Đức bà nói: "Dạ chào thầy. Thầy khỏe không thầy?" Xong rồi Nhân Đức nói: "Hả?" Nói chuyện qua là hơn chút. Đức hỏi: "Ủa cô bẩm sinh gì hay là mới đây bị gì?" Bà nói: "Dạ không giấu gì thầy, con chữ chồng quá trời chữ." Tự nhiên cơn gió thổi ngang méo biển luôn thầy ơi. Thấy chưa? Kinh không? Chữ chồng quá trời luôn. Cơn gió thổi ngang méo miệng. Thấy chưa? Còn bây hổm như Đức gặp một cái chú nọ, gia đình dẫn đến. Ngồi cứ gì nè. Hỏi: "Ủa sao mà tự nhiên kỳ cục vậy? Thằng này nó hỗn lắm, chữ cha mắng mẹ sùm. Tự nhiên ngủ một đêm sáng nay tự nhiên nó ngồi đâu cũng làm nè." Nhưng Đức nói chắc nó nhép môi niệm Phật. Khi Nhưng Đức nói câu đó nó làm vậy nè. Tại đâu có nói được nó làm vậy nè. Nhưng Đức nói chắc nó nhép môi niệm Phật. Nó nghe vậy nó ý nó là không có niệm. Xong Nhưng Đức nói: nói nó niệm đó." Xong rồi: "Không, nó niệm Phật, nó niệm Phật mà, nó niệm kìa." "Trời
ảnh á. Xong anh không chịu niệm Phật. Xong nhà Đức nói, tôi nói cho biết, tôi gặp mấy thằng gì rồi đó, 2 năm sau chết. Xong mắt làm nè, sợ xanh mặt xanh mày. Tôi nói niệm Phật là cho sống đó nghe chưa, chỉ cần tôi nói niệm Phật là im cái miệng lại. Tới thầy dữ quá quý vị, thầy hung dữ quá. Nó niệm Phật là để cứu mấy người đó. Mấy cái thằng tôi gặp gì nó chết hết trơn rồi đó. Chết toàn là le lử không nữa. Làm cái miệng làm nè. Sao thường Nhật Đức nói, im cái miệng, tôi nói niệm Phật là im liền. Cứ niệm ai chứ đạo Phật nghe chưa, niệm là sống, niệm là khỏe nghe chưa, niệm. Gia đình nó công nhận thầy ghê thiệt. Nó là nó không sợ ai, nó không sợ ai, nó gặp tôi nó sợ tới mồ. Hiểu không? Đó. Nên từ nơi đó vậy mà niệm luôn. Thì biết rằng gia đình hồi sáng mới nhắn tin lên nói tào gô cảm ơn thầy, bây giờ nó về nó ngồi đâu nó cũng sợ chết, nó niệm quá trời luôn. Nó thì thấy chưa, làm sao kệ người ta, miễn ta niệm Phật rồi thôi chứ. Nên mấy cái bà mà chữ chồng á, chữ cha mẹ chồng rồi, mấy bà nghĩ chữ đi nghe. Mấy bà mà chữ là coi chừng mấy bà méo miệng, mấy bà cho mấy bà biết. Đừng có nói chuyện giỡn chơi, méo đó. Chữ quá mà. Chữ viết rồi gió nó thổi ngang đó. Dạ thầy cứu con cái thầy ơi. Thầy ơi cứu con cái thầy ơi thầy. Ờ cứu. Lên đi tôi cứu cho cái. Quá hung dữ mà. Sống với chồng mà chửi chồng hổn, hung dữ, hung dữ như bà chằn lửa. Mà chửi cha mẹ chồng nó hung dữ quá, méo cái miệng luôn. Nó thấy chưa? Rồi chửi cha mẹ ruột nó lắc luôn suốt lắc. Ghê chưa? Nó tổn âm đức quý vị. Tổn âm đức. Cẩn thận. Nghe không? Nên dùng cái miệng niệm Phật, đừng có chửi người ta nữa nghe mấy bà. Thí dụ như giờ con cái của mình thì mình nói nó không nghe, thôi niệm Phật, nói chi hoài à, nó hoài chi mệt, càng nói nó càng ghét mình, đừng nói nữa. Còn nhỏ xíu gì nó ngồi với mình vậy đó, lớn một chút nói nó không nghe, kênh với mình. Mà nhỏ nhỏ bây giờ nó cũng kênh rồi đó quý vị ơi. Nói tới nó cái làm nè. Nó còn nhỏ mình dẫn nó đi ngồi nghe pháp, đủ lớn lên nó nói tôi không nghe, làm gì nó. Ê, kệ gieo duyên đi, lớn lên nó tu thôi kệ nó, mình tu một mình dễ đi hơn. Nghe không? Nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tỉnh độ. Mỗi tuần chủ nhật chúng ta về đây tu phước duyên quý vị. Đại chúng niệm Phật nghe pháp phóng sanh cũng thiết thực. Vừa lợi ích cho mình là tu được phước duyên, mà mình cũng giải tỏa rất nhiều về mặt tâm linh của nội tâm, nhẹ nhàng. Khi mình về chùa gì thì có những người thân trong gia đình mình chết chưa siêu thoát họ cũng đi theo mình. Rồi có những người mang nghiệp phá thai thì những thai nhi cũng đi theo mình. Mà về đây mình nghe pháp vậy, mình cỡ mở tâm tư mình vui thì thai nhi cũng vui, quán thân trái chủ cũng vui. Mà về mặt tâm linh mà nó đã cỡ mở được thoải mái rồi thì tự nhiên cái gia đạo vì nó tốt mà.
Vì nhớ là trong cái gia đạo mình lộn xộn, lu bu, rầy rà, quýnh lộn, con cái bất hiếu, ngộ nghịch, làm ăn không được, là trong gia đình mình quán khí nặng nề. Cái quán khí nó làm cho gia đạo không ổn định. Không? Mà cái quán khí này chỉ có tu hành, chỉ có chỉnh đốn từ nội tâm của mình thiện lại, sống tốt lại, niệm Phật, ăn chay, sống tốt. Thì từ nơi đó mà quán khí nó quá giải, thì gia đạo từ từ nó ổn định, tốt đẹp, nhớ. Nên cái việc về chùa mình tu là quan trọng, vì được niệm Phật và được nghe Pháp. Cái quan trọng là nghe Pháp. Rồi xong ra ngoài lại được cúng thí thực. Cái việc cúng thí thực này quan trọng lắm nghe quý vị. Không có đơn giản đâu. Có câu chuyện mà cái ông thầy ông cúng thí thực mà ông biến ra chìa phá không, mà tối hương linh đến tìm ông. Ghê chưa? Nên cư sĩ ở nhà mà có khi mà mình cúng mà mình nói cúng thí thực đủ nghe, mà mình cúng mà kiểu mà mình biến tầm bậy tầm bạ coi chừng tối gịch chân quý vị. Có ông thầy bên kia, chùa mình ở bên kia, ông cúng chưa quen. Ông ra ông cúng mà ông vọng tưởng sao, cúng người ta ăn không được. Tối ông ngủ, vậy mà bưng ông để xuống đất. Không đơn giản đâu quý vị ơi. Giống như cái đạo tràng Đông Thiên Mục Sơn của cư sĩ Tề Tố Bình. Ngày xưa mà ai lỡ chùa mà, chùa đó chuyên niệm Phật mà lỡ chùa mà trì chú đồ làm loạn trong đó là tối là bị bưng đem ra ngoài săn. Cuối cùng đi hết luôn, không phải giỡn đâu. Nhớ nghe. Nên á, cái việc mà cúng thí thực nó không đơn giản. Tại vì người còn sống mình nè, tu xong một chút mới xuống ăn cơm. Chứ tu xong mà không cho ăn cơm mới có chuyện. Bực bội, thấy không? Nên á, hương linh đã nghe Pháp rồi sớm giờ giờ cúng thí thực cho người ta. Thấy không? Nên chùa mình hương linh ta về ta tu cũng đông. Nên mình về đây đông gì thì hương linh về cũng đông. Nhất là trong đây nhiều phụ nữ mang nghiệp phá thai. Nó về đây mình niệm Phật, mình cầu siêu cho người ta. Đó nên những người mà ghi giấy cầu an cầu siêu để đây sắp nè. Nghe không? Cũng cầu an cho những người ghi giấy cầu an ở đây. Và cầu siêu những người ghi giấy cầu siêu ở đây. Mà cái quan trọng nhất mà cầu an cầu siêu là cái tâm quý vị có an hay không mới cầu an cho người ta. Rồi cái tâm quý vị có nhìn thấu buông xuống hay không mới cầu siêu cho người ta. Nhớ nghe. Chứ không phải ghi tấm giấy là xong đâu. Mình phải cố gắng tu tập. Nó nhớ. Cái công đức này nguyện hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ và cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị và tất cả chúng sanh ở cái quả địa cầu này được bình an. Và chúng ta nguyện đem cái công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị và tất cả những người chết mà chưa được siêu thoát, chết quan, chết ức, chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi, trên toàn thế giới. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chư hương linh. Nguyện tất cả chư hương linh thần thức sáng suốt tỉnh táo, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ. Nương vào bổ nguyện niệm Phật, Đức Phật A Di Đà đã có lời nguyện. Chỉ cần niệm danh hiệu ngày ngày tiếp dẫn. Nên chư hương linh buông cái tâm hận thù đòi nợ. Nương vào tam bảo niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung tự thực biến thập phương nhật tiết Phật tự cộng nguyện dị tự công đức vô cập mư nhật thiệt ngã đặng dư Phật tự giai cộng thành Phật đạo như đặng ngũ tình chung ngã kim tí như cung tự thực biến thập phương nhật tiết hộ tình cộng nguyện dị tự công đức vô cập mư nhật thiệt ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo nhớ đặng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung nhật tiết cô hồn cộng nguyện dị tự công đức vô cập mư nhật thiệt ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo án một lũng lăng ta bà ha án một lũng lăng ta bà ha bà ha án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng và việc nhật ra hồng gia trì chú thực diệu già đà biến thiệu thành đá giai bảo mạng
Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, u vị vô danh. Thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh quý vị. Vì nhớ công đức phóng sanh rất là lớn. Vì mỗi một con người chúng ta thương nhất là thân mạng mình. Vì thì con vật nó cũng thương nhất là thân mạng nó. Nên quý vị thấy có những người mà sanh đến cuộc đời này, có những người thì người ta khỏe mạnh, sống lâu, nhưng có những người bệnh đau và chết yểu. Nếu như cái người mà sát sanh hại vật nhiều thì thường là bệnh đau và chết yểu. Quý vị thấy cái người nào mà người ta mà mở ra những cái nơi kinh doanh mà sát sanh hại vật, sát sanh nhiều, quý vị coi, dù có giàu nhất thời nhưng thời gian là sập tiệm nghèo. Tại vì cái tội sát sanh nó lớn dữ lắm. Giống như cái tội lớn nhất trong cuộc đời là tội giết người. Giết người là tội nặng nhất. Vậy thì cái tội sát sanh Phật nêu lên cái giới đầu tiên là cấm sát sanh. Nên sát sanh là tội nặng nhất. Nên gia đình mà nói mà làm nghề kinh doanh mà thịt chó, đồ thịt trâu, đồ hay là hải sản tươi sống, quý vị hãy chờ xem. Giàu vậy thôi chứ không lâu đâu. Sau này tiền mắc tật mang, bệnh đau, te tua, gia đình tan nát, vợ chồng ly tán vì cái tội sát sanh nó lớn dữ lắm. Nên mình biết tu rồi tập ăn chay trường, con ruồi, con muỗi, con kiến cũng không dám giết. Thí dụ như mình ngủ vậy mà mình mua cái gì đó mà mình bắt muỗi, mình ngủ mà bắt bao nhiêu con muỗi nó chết. Mà Phật dạy là tứ sanh phụ mẫu, con muỗi cũng là từ ông bà cha mẹ mình tạo nghiệp mà đọa lại làm súc sanh. Đã là súc sanh thì muỗi cũng là súc sanh, hiểu không? Nên thôi, chúng ta không có sát sanh, đó là quá giải cái nghiệp. Nên bệnh đau ung thư đồ này kia nhớ, ăn chay phóng sanh là hay nhất. Niệm Phật để quá giải nghiệp ung thư, nhớ kỹ nghe. Nên bây giờ chúng ta đọc tam quy y xong mình thả chim. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật để thả chim quý vị. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha.